Theo hãng tin Tân Hoa Xã ngày 1 tháng 7, vụ sạt lở đất xảy ra ở quận Vạn Châu thuộc Trùng Khánh, thành phố trực thuộc Trung ương ở Tây Nam Trung Quốc tối ngày 30 tháng 6. Chính quyền địa phương cho biết một ngôi nhà đã bị chôn vùi trong trận lở đất và mưa lớn, khiến 6 người bên trong thiệt mạng. Đội cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường. Công tác tìm kiếm và cứu nạn đã được tiến hành suốt đêm. Theo Cơ quan Cứu hộ Động đất và Phòng chống thảm họa địa chất Vạn Châu, do mưa lớn nhiều đợt gần đây và nước ngấm vào đất, các thảm họa địa chất như sạt lở đất dễ xảy ra. Chính quyền địa phương đã khởi động phản ứng khẩn cấp với thảm họa địa chất cấp độ 4 vào sáng qua 30 tháng 6. Trong diễn biến khác, mưa lớn trút xuống một khu danh lam thắng cảnh ở tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc hôm 30 tháng 6, gây ngập lụt, cuốn trôi ô tô, nhấn chìm đất nông nghiệp buộc người dân phải sơ tán, theo hãng tin Reuters. Huyện Bảo Tĩnh và nhiều thị trấn xung quanh ở khu vực Tương Tây bị ngập lụt nặng. Lượng mưa tại huyện Bảo Tĩnh đã đạt mức 279mm trong 12 giờ, phá vỡ kỷ lục 189,2mm từng ghi nhận tại đây ngày 4 tháng 7 năm 1980.